Cô dậy hồi nào sao không kêu tôi? Tại tôi thấy anh ngủ say quá, tôi không nỡ. Tốt dữ ha. Nè, tôi được rồi, cô đi theo tôi. Nhanh lên, đi. Nè, cô đã hỏi chúng ta phải làm nhiệm vụ gì chưa? Từ sáng tới giờ thầy khám bệnh, tôi chưa hỏi. Sao chưa hỏi? Cô nên nhớ là chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. Miễn sao là tôi với anh không ở đây tới nửa tháng là được rồi. Anh bình tĩnh đi. Bình tĩnh là bình tĩnh sao? Ở đây sống chậm, nhạt nhẽo thế mồ. Lẹ lên, không có thời gian đâu. Cứ làm theo những Dạ, gì con ta cảm đã ơn thầy. dạy. Dạ, chào thầy. Dạ, vất vả cho thầy quá thầy ạ. Dạ. Nhà chùa không bằng như ở nhà. Hai con ngủ có ngon giấc không? Dạ, cũng may là tụi con ngủ một mạch tới sáng, không mộng mị gì thầy à. Thầy ơi, thầy có thể nói cho tụi con biết là tụi con phải làm gì không à? Cái việc này thì Thầy cứ nói đi à. Nếu mà làm được á, tụi con nhất định sẽ làm. dạ đúng rồi. Vậy các con hãy cho ta biết chìa khóa để mở suối nguồn cuộc sống là gì? Dạ. Ta chỉ có câu hỏi đó thôi. Các con cứ suy nghĩ kỹ rồi trả lời cho ta. Đi. Trời ơi, cái suối nguồn cuộc sống nó là cái quái gì? Anh hỏi tôi sao tôi biết? Hay là ông định dẫn chơi với tụi mình? Đây không phải là cái nơi mà anh muốn tùy tiện nói gì thì nói nha. Nè, chứ không phải sao? Anh muốn bỏ cuộc đúng không? Tất nhiên là không. Nhưng mà cô thử nghĩ xem, câu trả lời là gì? Dù sao tôi với anh cũng còn thời gian mà. Cứ coi như đây là thời gian trải nghiệm đi. Biết đâu. Thì đành vậy chứ biết sao giờ. Ê, nhưng mà tôi với anh á, không thể ở đây mà không làm gì được. Ý cô là sao? Thì ý tôi là tôi với anh á, phải tìm một công việc gì đó trong chùa làm. Như là quét dọn hay là rửa chén gì đó. Thôi đi ha. Mặt tôi như vậy mà làm mấy công việc đó hả? Đừng có mơ. Anh muốn có Ngọc không? Thầy Phước á, là ghét người lười biếng đó nha. Sao cô biết? Thì tôi đoán vậy thôi. Nhưng mình có làm không? Chọn đi. Lười Tất biếng. nhiên là làm rồi. Định làm gì? Muốn học thì phải chịu khó chứ biết sao giờ. Để tôi nghĩ. Tôi chưa nghĩ xong. Ê, ra rồi. Rồi, quyết định gì đi. Nhưng mà nhớ làm tốt công việc của mình đó nha. Biết rồi. Khỏi phải nhắc. Ừ.
đại ca. Tụi nó làm gì mà bí mật quá vậy? Làm sao biết được? Theo tụi nó đi. Cái gì vậy? Bắt giùm con sâu đi, nhanh lên. Ghê quá. Lẹ lên. Chuyện trong rừng ra là chuyện của anh mà. Còn tôi chỉ lo chuyện trong bếp thôi. Tự lo đi. Tôi xin cô đó, bắt giùm tôi đi. Giúp tôi đi, nhanh lên. Thôi tự lo đi. Nè, có giúp tôi không? Thôi được rồi, điên vừa thôi. Chị cũng sợ nữa. Tôi chỉ thấy gớm chứ không có sợ. Ờ, mà thầy Phước nói anh phải trông coi vườn rau. Sao tôi vô đây hái rau mà anh không biết vậy? À, cô phải lo làm cái gì? Vườn của chùa ai dám đụng vô làm cái gì? Ui anh Hải. À? Có con gì kìa. Mày có sao không kìa? Còn không? Còn không? Còn không? Thôi, mệt quá, không giỡn với anh nữa. Nghĩ ra cách chưa? Chưa. Sao cô biết rồi hả? Cái gì cũng tôi hết trơn á. Chưa. Anh công việc nhàn rỗi mà, tự suy nghĩ đi. Nhìn mặt rồi biết ham ăn rồi. Làm biến. Cái gì? Vậy cũng phải đặt chui vô bếp nấu nướng. Đáng lẽ vị trí đó phải là của tao mới đúng. Thôi, đại ca bình tĩnh đi. Đừng có để chuyện riêng tư làm ảnh hưởng. Với lại, bị mấy con sâu đó nó bu trên người, nhìn thấy ghê quá à. Đi. Dạ, thưa thầy, thầy cho con hỏi, bữa nay thầy muốn dùng món gì ạ? Ta không thể nói. Con hãy nhìn thời tiết mà đoán ra món ăn ngày hôm nay. Thầy ơi, thật sự là con không biết làm bằng cách nào để có thể chế biến món ăn theo thời tiết được. Con xin thầy. Thôi được rồi, con hãy chú ý. Ngày mai ta sẽ giao 3 loại thực phẩm cho con làm món chay. Con hãy cố gắng, đừng làm cho ta thất vọng nghe. Dạ, thưa thầy con đi. Con cũng dậy sớm quá hả? Thầy ơi, ta ra đây xem con chăm sóc vườn rau như thế nào. Thưa thầy, con... Tại sao vườn rau lại bị như thế này? Thầy ơi, con không làm đâu thầy. À, chắc chắn là Cát Trắng muốn trêu chọc con cho nên mới làm vậy đó. Con có chắc chắn là Cát Trắng không? Con... Nếu không biết là ai thì đừng có đổ oan cho người ta. Mẹ nó. À, ở trong vườn chùa có một cây mận điều đang bị sâu. Con tìm cách trị bệnh cho cây giùm ta. Cây đó là của khách thập phương tặng cho nhà chùa. Tới giờ ta đi thăm bệnh rồi, ta đi đây. Dạ. Dạ con cảm ơn thầy. Thầy ơi, con sẽ cố gắng. Đại ca phá giường đúng không? Im đi.
Tao đi về đi. Đi. Lỡ nhận lời chữa bệnh cho cây mận điều, nhưng mà mình học kinh tế chứ có học nông lâm trồng trọt gì đâu mà biết. Khổ thiệt. Nè, tôi đang nói chuyện với cô đó. Ai biểu anh hân hoan làm gì? Không biết thì nó không biết, giờ ráng chịu đi. Nhưng mà nhất định tôi sẽ phải chữa được cho cây mận điều này. Không được. Đến bao giờ mình mới biết được chỗ viên ngọc thứ hai? Tôi cũng đang đau đầu đây nè. Buổi sáng thầy Phước đưa cho tôi ba thứ là rau cải, đậu tương với lại cà tím. Giờ không biết chế biến gì với ba món đó nữa. Tôi biết nè. Hả? Thiệt không? Chị hả? Chị tôi đi, chị tôi đi. Tôi chỉ cô nha. Luộc hết lên. Anh vừa phải tôi nha. Giờ này còn giỡn nữa hả? Nói như anh, tôi phải chế biến ba món đó với lại những gia vị có sẵn ở trong bếp. Đã vậy còn phải hợp với thời tiết nữa chứ. Vậy mới khó. Ông toàn làm khó mình không. Đành chịu thôi chứ biết làm sao giờ. Thôi, tôi ngồi đó mà nghĩ tiếp đi. Tôi đi nghĩ cách chữa bệnh cho cây mận điều đây. Đi nha. Cắt trắng. Dạ. Tới giờ nấu cơm sao cô còn ngồi đó? Hôm nay tôi đi đám giỗ, sư Phước nhờ cô nấu ăn. Dạ, em biết rồi. Xin thầy coi cho con ạ. Ta chỉ cần ngửi mùi và nhìn màu sắc thức ăn là ta biết con không toàn tâm. Hôm nay trời nóng, ăn đậu tương rang với cà bung liệu có thích hợp không? Rau cải có tính hàn, khi nấu con phải bỏ chút gừng tươi nữa. Dạ. Món ăn không chỉ giúp con người duy trì sự sống mà còn đem lại niềm vui cho người thưởng thức. Ta không thấy vui với những món ăn này. Thầy ơi, xin thầy cho con làm lại nha. Con chú ý nghe. Khi người bệnh thấy vui vì các món ăn, thì bản thân người nấu cũng sẽ tìm được niềm vui đó con. Dạ, con cảm ơn thầy. Tụi mình còn có thịt để ăn, còn hai đứa kia hả, ngày nào cũng ăn đồ chay hết á. Nghĩ cũng kỳ thiệt đó. Cái ông chủ trì chùa này đúng là keo luôn. Có mấy gì ngọc mà ông không chỉ cho mình chỗ giấu. Làm ngày nào mình cũng leo lên leo xuống, leo lên leo xuống, giống bị điểm danh vậy á. Nghĩ cái bực bội không. Thoan lẹ đi, tí còn lên đây đó nữa. Trời tối như vậy mà cũng đi nữa hả đại ca? Tao nói lên, lên, đừng có hỏi nhiều. Trời ơi đại ca ơi, nhìn trời đất như vậy á, xui mà mình bây giờ
coi chừng cái miệng thúi của mày đó. Tới ngày trả lãi rồi đó, đừng để đẩy cao tao đi. Ngồi đây ăn đi, tao đây vừa nói chuyện. Ngon quá à. Anh sao vậy? Sắp chết rồi. Ừ. Anh mà chết thì ai đi tìm kho báu? Chưa chết, nhưng mà ăn chay hoài. Suốt ngày ăn chay vậy, chịu sao nổi. Nếu mình không chịu được á, thì đi kiếm đồ ăn tươi mà ăn đi. Ở đây không có đâu. Tôi cũng đang tính về dưới. Bây giờ làm sao ra khỏi đây được? Ở mấy ngày rồi chưa tìm ra cách chữa bệnh cho cây mận nữa. À, nếu mình có xuống dưới á, thì anh qua coi cho tôi sao nha. Mấy bữa nay tôi sốt ruột quá. Tôi biết rồi, coi phải nhắc. Mà anh định đi bằng cách gì? Đi bộ hả? Không, tôi tìm coi có vị khách nào đi về không, tôi đi nhờ. Hỏi gì thôi, chứ tôi biết người như anh á, làm gì mà đi bộ được. Lười biếng muốn chết. Đừng có chọc tôi nha, tôi không thèm qua nhà cô nữa bây giờ. Thôi, anh này, đi không? Thôi được rồi, xin lỗi được chưa? Nhưng mà nhớ qua chỗ cha tôi nha. Không thèm nói chuyện với cô nữa. Tôi đi, bye bye. Nhớ nha. Cất bước ra đi, trong lòng không lưu luyến gì. Bao ngày qua, ngày duyên tình ta. Ta bắt đầu cảm thấy mệt mỏi vì sự chờ đợi đây rồi. Cứ như vậy thì sốt ruột quá. Xin tình yêu về ngang nơi em. Dạ. Hồi nãy tao nói gì mà có nghe rõ không vậy? Dạ. Thì em cũng giống đại ca. Em không nghe nhạc thì em cũng đâu biết làm gì đâu. Tụi nó không đi thì tụi mình cũng ngồi đây bó gối luôn. Chuyện gì? Sao rồi? Đi rồi. Đi mất tiêu rồi đại ca ơi. Mà đi đâu? Ai đi? Ai? Thằng Hải á, nó đi cùng với một vị khách ra ngoài thị trấn rồi á. Còn nhỏ cá trắng sao? Còn con nhỏ cá trắng đang đứng chén ngoài kia kìa. Lần sau đừng có mang mấy cái tin lá cải gì cho tao nghe chưa? Cái gì vậy? Đại ca dặn em đi theo dõi nhất cử nhất động của nó mà. Mày càng nói làm tao càng bực mình đó. Cái gì vậy? Mày nghĩ sao vậy? Mày không thấy đại ca đã có tâm sự hả? Ba cái chuyện tào lao đó mày cũng nói nữa. Ông đã dặn tao là phải đi theo dõi cho kỹ đồ nó mà, nhất cử nhất động rồi về báo cáo mà. Cái chuyện quan trọng á, thằng Hải á, nó làm gì mình không cần biết. Miễn sao á, nó không đi chung với con cá trắng là được rồi. Đi
tính ổng bất thường, biết đường nào đâu mà chịu. Ủa mà qua ai nhắn tin cho ổng mà thấy ổng bực bội quá vậy? Tao không biết. Ủa mày không hả? Đừng có làm gì bậy bạ, khùng điên nghe chưa? Đại ca nổi điên đó. Giờ không nói ra biết đường nào mà lần. Cái chuyện quan trọng bây giờ á là tìm ra được cái chìa khóa suối nguồn cuộc sống là cái gì, hiểu chưa? Giờ không nói ra biết đường nào mà tính. Chuyện quan trọng bây giờ á là phải tìm hiểu coi cái chìa khóa suối nguồn cuộc sống là cái gì, hiểu chưa? Chìa khóa suối nguồn hả? Là cái gì mày? Mày dẫn con cá trắng đi đâu hả trời hả? Rồi nó đâu rồi? Nó đâu? Có mình con về thôi à. Gì? Con cá trắng có sao không? Nó đâu? Nó có sao không? Không, cô à. Cô vẫn bình thường. Cháu về có chút chuyện rồi cháu đi luôn à. Trời ơi, hai đứa bay thiệt là. Đi á mà để người lớn lo. Ông Phong cũng lo cho nó, ông bệnh rồi đó. Hả? Sao ạ? Bác Phong có sao không cô? Bây giờ ông bệnh rồi. Bây giờ mày phải về mày gặp ổng, mày nói một tiếng cho ổng để cho ổng tin. Chứ không ổng đi luôn á. Dạ. Đi, lẹ lên. Đi cô. Đi về lẹ lên. Đi, vô đây. Ông Phong ơi. Coi tôi đem ai tới cho ông nè. Chú. Từ từ. Hai đứa đi đâu? Mà sao không gọi điện về báo? Hả? Con khác trắng đâu? Nó chưa có về. Nhưng mà không có sao hết trơn á trời á. Yên tâm đi. Dạ. Chú. Chắc chắn vẫn đang ở trên chùa Sư Muôn à. Yeah. Đi. Đi qua bàn uống nước để bác hỏi còn mấy chuyện. Khoan. Chú đi từ chú. Đường lên đó xa xôi hiểm trở. Hai đứa lên nó làm cái gì? Dạ, tụi con đi khám phá mà chú. Vậy sao con về? Mà con cá trắng nó không về? Hay là nó bị... Không, tại vì ở chùa có một việc cần giúp. Cho nên là tụi con mới bàn với nhau là cá trắng sẽ lại đi giúp chùa. Còn con sẽ về nhà vài ngày, rồi con lại lên lại. Được rồi, ở trên đó là cũng tốt. Đó thấy chưa? Nói rồi không nghe, ta nói không có cái chuyện gì hết trơn á. Yên tâm đi, không, lo quá trời lo hết chuyện này tới chuyện kia đâm ra đổ bệnh ai khổ, tôi khổ, ha. Thôi ráng đi, giờ tới giờ uống thuốc rồi, ha, ráng uống thuốc cho đúng giờ đúng cử, cho nó hết bệnh, á, tôi yên tâm. Ráng uống thuốc cho nó hết bệnh. Uống đi, ráng uống đi cho mau hết bệnh. À chú. Cát trắng đang học nấu món chay đó chú. Cô nói là cô sẽ học cho kỳ được nấu món chay, nếu không cô sẽ không về đâu. Đó, thấy chưa? Vậy tôi yên tâm rồi. Dạ. Dạ thôi, con phải về đây à. Mẹ con ở nhà chắc phải lo lắm á. Ở lại chơi chút đi cháu. Ở lại chơi chút nha. Chơi chút cho ông hỏi thăm con gái ổng. Dạ thôi. Có cô Thủy ở nhà rồi mà. Cô Thủy ơi. Gì? Có gì con với Cát Trắng nhờ cậy cô nha. Thôi, khỏi cần trông cậy. Cái này là cái trách nhiệm của cô, hiểu không? Yên tâm, cô phải lo cho ổng. Mà giờ cô nhờ lại con nè. Này nghe, nhớ á, làm gì làm. Con Cát Trắng á, nó làm biến ăn lắm á. Nhắc nhở nó ăn uống giùm cho cô. Rồi cẩn thận canh chừng em đó nha. Nó mà có gì á, mày chết với tao á. Hiểu chưa? Dạ, đó là trách nhiệm của con mà. Con đi nha. Dạ, con xin phép. Con đi ạ. Hải nè. Dạ.
Châu, đừng nói con cá rắn là chú bị bệnh nha. Ngươi nghĩ ngợi lo lắng lắm à. À, chú, chuyện này thì... Thì sao, hứa đi. Thôi mày hứa cho ông yên tâm đi. Dạ, con hứa, con sẽ không nói với cá rắn đâu. Con đi nha. Nói đi rồi tranh thủ về sớm nghe không? Đương nhiên rồi. Con đi nha. Đó, thấy chưa? Vậy yên tâm rồi ha. Vậy tôi yên tâm rồi. Lo rồi bệnh á, khổ tôi à. Ráng nghỉ ngơi đi, cho nó hết bệnh ha. Lên giường nằm nghỉ đi nghe. Lên nằm nghỉ ngơi chút cho nó khỏe đi. Thôi thôi, nằm ở giường hoài nó mỏi lắm. Ngồi đây thoải mái hả? Ông bất cười quá. Ông á phải lên giường nghỉ ngơi, ngủ một chút dậy đi. Rồi cái tôi nấu nước lên cho ông tắm ha. Thôi thôi, bà về bà lo quán của bà đi. Lo quán đi, khỏi lo ông tôi nữa. Ông bất cười quá. Ông bệnh vậy sao mà tôi buôn bán gì nổi mù buôn bán. Ngồi xuống đây coi, mất mớ gì hận ngồi kế tôi không được hay sao mà phải phóng ra đó ngồi. Ngồi thì ngồi đàng hoàng, ngồi dậy chống mặt té bật cửa ra làm sao. Thôi thôi thôi, được rồi, bà đừng nói nữa, để tôi cho tôi nghỉ ha. Người gì đâu á, thích nặng nỉ không à, khoái ngọt lắm. Mà thôi nằm xuống đi, tôi quạt cho ngủ. Trời ơi, thôi nằm nghỉ đi nha. Tôi ngủ à. Ráng nghỉ ngơi đi ha, cho nó hết bệnh. Ê trời đất. Mẹ. Con. Ủa, con về hồi nào vậy? Sao báo cho mẹ biết? Con định lát nữa. Làm cái gì đây? Cái gì mà... Cái gì thuốc trừ sâu, trừ lá gì tùm lum vậy? Con tìm chơi thôi mà. Tìm chơi mà... Cái gì sách vở tùm lum vậy? Con đã nói với mẹ là con tìm chơi mà. Con còn đi chơi nữa không vậy? Ba con á, ổng đang sốt ruột vì con lắm đó. Con chưa xong việc đâu mà mẹ. Để mai mốt á con. Mai mốt? Mai mốt là khi nào? Con đi chơi á thì mẹ cũng không nói gì. Đằng này còn lôi con cá trắng theo nữa. Công việc ở khách sạn đầy vậy, một mình mẹ lo không hết đâu. Dạ. Thì khách sạn mình đang vắng mà mẹ. Mình phải biết tận dụng nguồn nhân lực chứ. Nè. Dạ. Bộ tính đi nữa hay sao vậy con? Dạ, con đã xong việc đâu. Phải rồi, con đâu có coi mẹ ra gì đâu. Chỉ coi cái nhà này á như nhà trọ của con thôi à. Mẹ, con đâu có dám đâu mà. Mẹ biết tính con mà. Con đã thích cái gì á là con phải làm cho bằng được á. Con đó cũng dẻo miệng lắm, mà mẹ chưa thấy con làm gì ra trò hết trơn. Con thay đổi rồi. Mẹ để con đi xong rồi con về tiếp quản. Mẹ sẽ được nghỉ ngơi thoải mái, được không mẹ? Con đó, cái miệng con lẻo mép lắm, mẹ chưa thấy con làm gì ra trò hết trơn á. Thôi, con đi nha mẹ. À, mẹ ơi, mẹ đừng nói với ba là con về cho mẹ. Biết rồi, mẹ cũng sắp trở thành tội đồ trong mắt của ba con rồi đó. À, mẹ, tiếp đại cho con đi. Được rồi, lát xuống phòng mẹ đưa cho. Dạ. Anh Hải, nghỉ tay quăng chút đi. Anh Hải,
Nghỉ tay ăn chút đi, không thì la đó. Ê, bình thường anh ghét đồ ăn chay lắm mà, sao hôm nay ăn dữ vậy? Chắc là do tôi nấu ngon lắm phải không? Cô nấu hả? Ừ. Hàng chi không còn gì hết. Dở mà ăn liên tục hả? Là tôi đang đói thôi. Đói ăn gì không ngon. Thôi đi, thầy Phước khen tôi, nói là tôi lên tay nhiều lắm rồi, khỏi chê. Tuy nhiên vẫn phải cố gắng nhiều lắm. À, mà anh về có qua nhà tôi không? Cha tôi có nói gì không? Cha cô vẫn khỏe, cô yên tâm đi. Cha cô nói hả, cô cứ yên tâm mà đi đi, tại vì có tôi bảo vệ. Không biết ai bảo vệ ai nha. Mà tôi chỉ hỏi cha tôi nói gì thôi mà, sao tự nhiên anh nói bệnh ốm đau gì là sao? Không, cha cô hả vẫn khỏe lắm, phải là tại vì tôi quen miệng để nói vậy thôi. Vậy là cha tôi khỏe thiệt đúng không? Cha cô hả? Không, à đúng rồi, cha cô còn dặn cô một việc á. Cái gì? Là cô phải tuyệt đối và hoàn toàn tuân theo mọi mệnh lệnh của tôi. Thôi đi, người gì đâu mà nói dối không chớp mắt luôn. Chê đi, tối nay không cho anh ăn nữa. Theo tao làm gì? Theo dấu tụi nó đi. Để đi. Dạ. Cái thằng này. Đi. Anh Hải. Dậy đi anh Hải. Anh Hải. Ừ.
Anh Hải. Cô gọi mà tôi mệt quá, không dậy nổi. Gì kỳ vậy? Sáng nay anh vẫn khỏe re mà. À, tôi không biết nữa. Bình thường thôi mà, có gì đâu. Thôi anh ráng xuống ăn cơm với mọi người đang đợi đó. Chịu thôi. Lần này không phải tôi chê đồ ăn của cô đâu. Anh mệt thiệt đó hả? Anh Hải, hôm nay lúc xịt thuốc từ sau á, anh có đeo khẩu trang không? Tôi không biết nữa. Trời ơi, sao anh liều quá vậy? Hèn chi. Anh thấy trong người sao rồi? Tôi nhìn thở chút thôi. Chết rồi. Tôi nhìn thở chút thôi, không sao đâu. Chết. Anh sao vậy? Anh Hải, anh có sao không? Chết rồi. Chắc là anh bị ngộ độc thuốc trừ sâu rồi. Anh có sao không? Tôi đi gặp thầy Phước nha. Làm sao bây giờ? Không sao, con chỉ bị nhiễm độc nhẹ do không biết dùng thuốc trừ sâu. Vậy có sao không thầy? Chỉ cần nghỉ ngơi rồi thầy cho thuốc, con chú ý cho ăn uống đầy đủ thì sẽ khỏi. Cũng may con có sức khỏe tốt đó. Nếu gặp phải những người yếu thì có thể bị viêm đường hô hấp và dẫn đến các biến chứng khác đó con. Con biết phải cho Hải ăn uống những thứ gì rồi chứ? Dạ. Để ta đi bóc thuốc đây. Thơm quá. Thơm hả? Anh ăn thử đi. Được không? Cái này món gì vậy? Ngon hả? Tại tôi thấy anh bệnh không ăn cơm được cho nên tôi mới làm món này đó. Mấy ngày hôm nay cô nấu hết món này tới món kia mà không biết món này món gì hả? Thì tôi gọi đó là cháo giải độc. Mà anh ăn ngon thiệt không đó? Ê! Tôi nghĩ ra cách rồi. Tôi cũng nghĩ ra cách rồi. Nhưng mà cô phải đi với tôi trước đi. 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 Trang Trang. Biết đâu câu trả lời không thống nhất. Anh nói trước đi. Ngu sao nói. Nói trước cô bắt trước tôi sao? Cơ đó mà anh chuyên môn bắt trước tôi thì có. Nè, cô làm như tôi hèn lắm vậy. Chứ không phải hả? Lúc nào mà anh chả lừa tôi. Không biết là ai hèn nữa. Thôi bây giờ nha, tôi đếm 1, 2, 3, cả hai cùng nói. Được không? 1, 2. Hai rưỡi. Hai con đã tìm được câu trả lời chưa?
Dạ rồi thầy ơi. Được, vậy thì hãy đi theo ta. Các con ghi câu trả lời vào tờ giấy này cho ta. Dạ. Dạ rồi thầy. Các con đều đoán đúng. Tri thức chính là chìa khóa mở suối nguồn cuộc sống. Nếu không có tri thức và không biết tìm đến tri thức thì các con không thể chữa bệnh cho cây và cũng không thể nấu món ăn đem lại sức khỏe và niềm vui cho mọi người. Thầy ơi, vậy bây giờ thầy có thể chỉ cho con vị trí trên tấm bản đồ được không thầy? Chỗ này thầy. Vị trí mà các con cần tìm chính là ở đây.